Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Vậy là cuối cùng vòng bán kết đã đến. Bốn gương mặt góp mặt trong vòng bán kết gồm có Thành phố Hồ Chí Minh gặp Lâm Đồng, Quân đội gặp Hà Nội. Phía trước màn hình của chúng ta đây là trận đấu đầu tiên ở nội dung đồng đội, trận đấu đơn nam giữa Nguyễn Tiến Minh của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Quang Huy của Lâm Đồng. Đây sẽ là một trận đấu Hùng tin là nó sẽ hay. Đầu tiên là Đồng Quang Huy sẽ thể hiện được một điều gì đó trước tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Hôm nay Hùng cũng đã nhắn tin cổ vũ Quang Huy rất nhiều và Quang Huy cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Xin chào tất cả mọi người. Nếu mọi người đang theo dõi được cái live stream này có thể chào nhau một chút được không? Và mọi người giúp chia sẻ live stream để có nhiều người được xem hơn đúng không ạ? Hello anh Hà Minh. Hùng vừa đi đánh cầu về mệt quá, tụt cả hơi luôn. Ok, xin chào anh Bá Sơn. Anh Bá Sơn và mọi người giúp chia sẻ live stream với nhá. Dạ, cô sang bên kia rồi. Ngồi bên này toàn đội live stream. Khó phết này. Để đây thì lại. Ê, anh cười đi, em ngồi lên trên cho. Dạ. Em cảm ơn nhá. Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu bán kết ở nội dung đồng đội giữa Hà Nội và Quân đội. Trước mắt các bạn đây là trận đấu giữa Tiến Tuấn của Hà Nội tay vợt phía gần màn hình và Lê Đức Phát của Quân đội tay vợt phía xa màn hình. Và Hùng tin rằng đây cũng sẽ là một trận đấu có những đường cầu giằng co tương đối hay. Đập cầu quá tốt từ Đồng Quang Huy. Em chào anh Hùng, em lên lưới rồi, 75C rồi, nôn quá. Ok Nguyễn Toàn, đánh cho em xin cảm nhận nhá. Rất đáng tiếc cầu ngoài sân. Điểm số 2-1 cho Nguyễn Tiến Minh. Đã chia sẻ, ok cảm ơn anh Grand Love. Bán kết đội nào vậy? Hồ Chí Minh gặp Lâm Đồng anh ơi. Đập cầu rất tốt từ Tiến Minh. Huy cố lên. Huy phong cầu khá chắc tay. Cao rồi. Khá đơn giản cho Nguyễn Tiến Minh. Xin chào anh Chiến Nguyễn. Xin chào anh Nguyễn Toàn. Cảm ơn đã chia sẻ. Tiến Minh có đánh chưa anh Phạm Minh Anh ơi? Điểm số 4-1 cho Tiến Minh trong set đấu thứ nhất. Thủ cầu rất chắc chắn từ Đồng Quang Huy. Một pha cầu khá đơn giản. Ok, cảm ơn anh Lăng Lâm Đặng Vũ đã chia sẻ. Xin chào 400 người xem, mỗi người ủng hộ bằng một cái chia sẻ được không? Có vẻ Huy cũng đang hơi tâm lý một chút. Không hiểu sao các vận động viên đa phần đánh với Tiến Minh đều bị trạng thái tâm lý như vậy. Đập cầu ngoài sân, được điểm 26 cho Huy. Ok, hai anh Hoàng Lập, xin chào anh Tạ Hiếu. Chúng ta cổ vũ cho Đồng Quang Huy nào. Vâng, những pha đập cầu chéo sân thực sự quá khó chịu của Tiến Minh. Thực sự quá nhẹ nhàng và đơn giản. Ở trận đấu bên cạnh thì Tiến Tuấn đang gặp Đức Phát, có vẻ sẽ hay hơn. Mọi người có thể xem trận đấu giữa Đức Phát và Tiến Tuấn. Đồng Quang Huy ve cầu hơi cao một chút, nhưng cũng đánh cầu tương đối ăn. Đập cầu hơi vội vàng từ Tiến Minh, điểm 37 cho Huy. Hiếm khi thấy anh Minh cười tươi như vậy. Tiến Minh với Đồng Quang Huy nha anh ơi. Đồng Quang Huy sinh năm 2003, quê Phú Thọ. Đang đầu quân cho Lâm Đồng. Ở giải đấu này Quang Huy toàn thắng tất cả các trận. Đập cầu quá căng. Điểm số 83. Thực sự Huy có vẻ cũng đang ngợp cầu của Tiến Minh.
Ok, xin chào anh Lương Vinh, cảm ơn đã chia sẻ. Sau bán kết của Tiến Minh mà chưa đến 1k người xem này, mỗi người ủng hộ bằng một cái chia sẻ và tăng bạn bè vào xem đúng không ạ? Đúng rồi, Huy cứ nắn nót đường cầu, cứ đánh bình tĩnh thôi. Hay quá em ơi. Cầu ngoài sân khá nhiều. Được set nào chưa S? Đây set đầu tiên anh Trương Duy Luân ơi. Ngược là cái chắc, đúng rồi. Lại ngoài sân rồi. Không hiểu sao cứ gặp Tiến Minh anh em ngáo ngơ hết này. Đánh tí là hỏng. Hay lắm Huy ơi, cố lên. Cổ vũ, công khai cổ vũ cho đồng Quang Huy nhá. Ăn không em? Rồi, cầu tốt. Đội điểm 40. Ok, đánh không lại nhưng phải cố gắng cho anh Cảnh Lê ơi. Ở Việt Nam có ai đánh được Tiến Minh đâu. Chênh lệch đẳng cấp của anh Hoàng Minh ok. Cầu tốt. Điểm 50. Ok, anh Nguyễn Văn Lập. Cứ có Tiến Minh là hay rồi. Rất tốt, phản cầu rất tự tin được ông Quang Huy. Rồi, cố gắng bình tĩnh em ơi, đúng rồi. Dứt điểm. Đập cầu chéo sân, ra ngoài mất rồi. Anh Tiến Minh đánh vượt Zonex cho mọi người, còn cây gì thì không biết. Nhìn đít là viết Zonex à. Zonex tài trợ cho đội tuyển Hồ Chí Minh mà mọi người. Mà thường thì Tiến Minh xưa nay cũng đa phần dùng Zonex, trừ khi là có cái nhà tài trợ kiểu như Mizuno ngày xưa thì Tiến Minh đánh Mizuno hoặc là Kawasaki ngày xưa thôi. Hai chú cháu, ok, hai chú cháu thật. Huy sinh năm 2003 mới có 17 tuổi thôi. Tuổi Tiến Minh còn hình như là hơn gấp đôi Đồng Quang Huy. May có anh Phát khả năng ăn được, Đức Phát sao ăn được em ơi. Có Hải Đăng cửa cao hơn. Nhưng mà nói chung là cũng chỉ rằng co thôi, chứ còn thắng thì không thể thắng được. Bỏ cầu chính xác, cầu ngoài sân. 61. Xét 1 rồi anh Trương Béo ơi. Khả năng Tiến Minh đánh 70 Eton. Em cơ bản vượt Zonex em cũng ít để ý là nhìn không ra. Lại hỏng rồi. Dù sao đường cầu của Tiến Minh cũng có lực và sắc hơn rất là nhiều, đẳng cấp nó khác mà. Hơi ngợp đường cầu một tí. Hy vọng xét 2 Huy đánh cố gắng hơn. Đập rất căng. Cầu trong sân. Điểm số 72 cho Đồng Quang Huy, cố lên em. Trận Đức Phát em quay lại ở chế độ Full HD, mọi người có thể xem lại trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton vào sáng ngày mai nha. Đêm nay sẽ up, nhưng mà mạng ở nhà nghỉ kém lắm. Thực sự những quả non non Tiến Minh toàn lựa chọn đập thẳng vào người, các vận động viên gần như không thủ được. Ok, em xin chào anh Nguyễn Thành Trung. Cầu trên mà anh, đường cầu sắc mà mạnh hơn. Huy nó cũng giật mình. Xem Tiến Minh. Rồi tốt em. Rồi, không vội vàng. Phán đoán sai hướng rồi. 14-7 cho Tiến Minh. Ai cũng vậy. Trừ Hải Đăng, Cao Cường và Đức Phát ra thì thực sự khó có ai có thể giằng co với Tiến Minh một chút. Cầu trong sân, 15-7. Huy cố lên. Sport Hùng công khai cổ vũ cho Đồng Quang Huy. Tiến Minh đập cầu rất căng nhưng chưa qua lưới. Đội điểm 85. Hay, một pha hai nhịp rất hay của Đồng Quang Huy. Rất tiếc thủ ấy, hỏng.
kiểu cóng cóng nào ấy. Anh Hùng ơi có bán vé không? Không bán vé thì Tú Trần làm gì có giải nào ở Việt Nam bán vé đâu nhở. Hay quá bạn ơi, cảm ơn đã phát cho mọi người. Ok anh Vũ Quang Hưng, anh Vũ Quang Hưng giúp em chia sẻ, mọi người giúp em chia sẻ nhá. Cái cầu rất tự tin, cơ hội dứt điểm rất là khó. Vội rồi, vội rồi. Điểm số 17-8 cho Nguyễn Tiến Minh. Đúng rồi, Tiến Minh luôn đánh cho Hồ Chí Minh. Anh Trần Viết Hiếu ơi, lực bất tòng tâm, ok anh Hoàn Nguyên. Xem Tiến Minh phong chắc tay như thế mà nghe nổ. Cầu trong sân. 18-8, 19-8 cho Tiến Minh. Tối mai có Tiến Minh kiểu gì Hồ Chí Minh mai trả vào chung kết. Mai có đánh nha, mai Hồ Chí Minh gặp Hà Nội. Nhưng mà nói chung Hà Nội cũng chả có ai có đơn để giằng co Tiến Minh được cả. Ok, xin chào thằng em Nhật Quang, không giúp anh chia sẻ nhá. Anh Tiến Minh đánh 100Z. Bạn có bạn bình luận anh Tiến Minh đánh 100Z. Nhưng mà hình như không phải đâu. 100Z Hùng biết mà. Quang Nghi kéo được xếp 3 thì hay, không có cơ hội anh Nguyễn Huân này, không thể. Xem đánh như này rất khó. Tối mai Tiến Minh đánh sân gì? Sân Hải Dương. Vẫn đánh sân Hải Dương cả giải mà. Đánh từ mấy giờ? Đánh từ 7 giờ nhanh Nguyễn Đức ơi. Dưới cơ khó đánh thật, thực sự là khó đánh. Thích nhất quả Tiến Minh đập chéo sân, ok anh David Trần. Cảm ơn đã chia sẻ. Những ai giúp Hùng chia sẻ live stream thì Hùng sẽ lựa chọn trả lời những câu hỏi của những người đấy nha. Tại vì rất nhiều anh em comment, nên là xin phép chỉ ưu tiên trả lời những người nhiệt tình thôi. Đang đánh bán kết ở hai sân phía ngoài cùng em ơi. Nhưng mà không có nhiều máy, Tiến Minh đánh là lô flare mà nhỉ. Đúng là không phải 100Z, còn cây gì thì em không biết nhá. Hình như nghe nói là lô flare, hình như trước em cũng có nghe nói là như thế. Ok, cảm ơn Tâm Đặng đã chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã tăng bạn vào xem trận đơn 1. À Hùng đúng rồi anh Hiếu ơi, trận đơn 1 Tiến Minh gặp Đồng Quang Huy. Trận đấu thứ 2 bắt đầu. Hy vọng Đồng Quang Huy đánh trận 2 này sẽ hay hơn. Cầu ngoài sân. Đúng rồi ạ, giải đánh ở thành phố Hải Dương ạ. Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Đập cầu rất tốt từ Huy. Điểm số 1 đều. Xem Việt Nam đánh với thế giới đẳng thấp cấp thật. Ok, xin chào quý Orion. Tiếp tục là một pha dứt điểm tốt của Đồng Quang Huy. 2-1. Có vẻ Đồng Quang Huy đã có sự thay đổi chiến thuật một chút. Hello mọi người có thể giúp chia sẻ được không ạ? Chia sẻ cho những người khác cùng xem với chứ. Toàn thấy xem một mình thôi. Huy đập cũng căng phết. Cầu ngoài sân. Điểm số 2 đều. Đúng rồi, đang tường thuật trực tiếp nha mọi người. Ok, em xin chào anh Nguyễn Thế Anh, cảm ơn đã chia sẻ. Em chào anh Trần Trung. Chấp một tỷ số hình như 21-8, 21-9 gì đó mọi người ạ. Lúc nãy Hùng không để ý đoạn cuối. Kê cầu rất hay từ Quang Huy. Điểm số 4-2 cho Đồng Quang Huy trong set đầu thứ 2. Đã chia sẻ cảm ơn anh Quân rất nhiều.
Cảm ơn anh Quý Orion. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp mình chia sẻ. Lại tiếp tục là một pha đập cầu rất tốt của đồng Quang Huy. Điểm số 5-2 buổi sáng hôm nay. Quang Huy cũng kết thúc tuột Thạch Tuấn của Hà Nội trong set đấu thứ hai với điểm số 21-2 với những pha đập cầu cực kỳ tốt như vậy. Điểm 5-2. Cố lên cháu Huy. Huy cố gắng lên 15. Non rồi. Rất đơn giản từ Nguyễn Tiến Minh. Đôi điểm 3-5 cho Tiến Minh. Đôi nam còn lâu mới đánh anh ơi. Sau 3 trận đơn thì mới đến 2 trận đôi cuối. Nhưng mà hôm nay sẽ không đánh đủ 5 trận đâu. Cứ thắng 3 trận là sẽ kết thúc nhá. Bởi vì không phải tính điểm như vòng ngoài nữa. Điểm 4-5. Cầu lỗi từ Tiến Minh có vẻ đèn hơi chói. 6-4 cho Quang Huy. Đúng rồi, bán kết anh Tuấn coi BMT bán kết đồng đội nam giữa Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh. Có một số khán giả xuống sân thì ban tổ chức yêu cầu họ phải lên. Khán giả chắc đang rất mong muốn tí nữa sẽ chụp vài kiểu ảnh với anh Tiến Minh nên là chuẩn bị sẵn ở dưới. Huy quê ở Phú Thọ nhá, fan cứng Chiến Nguyễn ơi. 1,1k lượt xem rồi, tuyệt vời quá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Điểm 6-4, Huy cố lên. Pha bấm cầu rất nhẹ nhàng từ Quang Huy mà cầu lại đi ra ngoài. Sự giải đấu này cầu Li Ninh hơi bay mọi người ạ. Trận đấu ở bên cạnh nội dung đơn nam giữa Đức Phát và Tiến Tuấn, điểm đang là 18-15 cho Đức Phát. Hà Nội và Quân Đội đang thi đấu sân bên cạnh nha mọi người. Mọi người có thể xem lại những trận đấu của Hà Nội và Quân Đội trên kênh YouTube của Hùng vào sáng ngày mai ở chất lượng Full HD. Sao bỏ em nhờ, quả đấy cố gắng di chuyển đập dọc biên. Chân Huy tốt mà. Ok, xin chào Amory Anh, cảm ơn đã chia sẻ. Trận đấu đầu tiên nha mọi người. Rất tốt. Điểm số 7-8 cho đồng Quang Huy. Đây là set đấu thứ hai nha mọi người. Set 2. Đánh ở nhà thi đấu tỉnh Hải Dương anh Trần Quang Phan. Điểm 7 đều. Cầu ngoài sân rồi. Trên VTV6 sẽ tường thuật trực tiếp 8 giờ trận đấu ở nội dung đồng đội nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình. Mọi người nếu muốn xem nữ có thể xem trên VTV6 nhá. Xin nhắc lại, trực tiếp trên VTV6 lúc 8 giờ nội dung đồng đội nữ giữa Thái Bình và Bắc Giang. Đập cầu quá tốt từ Quang Huy. Điểm 8-9. Những pha dứt điểm của Quang Huy thực sự rất hiểm hóc. Nhìn mà mình cũng không nghĩ rằng những đường cầu nó lại đi được như thế. Tiến Minh sẽ thắng set 1 mọi người ơi. Set 1 thắng 21-8, 21-9 gì đấy ạ. Lại là một pha cầu tốt. Hay rồi em. Phong lao rất hay. Tiếp tục là một tình huống phong lao khá khéo léo. Xòa rất tốt. Bền lên tí nữa. Ăn thôi. Ôi hay quá. Chắc hai Quang Huy đánh quá hay. 9 đều. Ok anh Trần Trung, chắc anh chia sẻ ở chế độ không công khai hoặc là chỉ bạn bè của anh ạ, nên là em không thấy anh Trung chia sẻ. Ok anh Hoàng Khám Hoàng bảo Huy non hơn Tiến Minh thì đúng là như thế mà anh. Vẫn đủ chân. Cầu ngoài sân. 19 cho Tiến Minh. VTV6 lúc 8 giờ nha. 8 giờ nha. Đúng rồi, Huy đánh set 2 khá tự tin. Thế là hay rồi, cảm ơn anh Tùng
đồ cổ. Cảm ơn đã chia sẻ 11-9 cho Tiến Minh trong xét đấu thứ hai. Em chào anh Đức Vượng, cảm ơn đã giúp em chia sẻ và chào em. Cố lên Huy sang xét 3 đi, có vẻ khó anh Nguyễn Huân ạ. Ở trận đấu bên cạnh thì Đức Phát cũng đã giành chiến thắng trước Tiến Tuấn trong xét đấu thứ nhất. Khoảng cách thì cũng không xa lắm. Đồng Quang Huy sinh năm 2003, năm nay có thể nói là 17-18 tuổi. Anh em tính như nào thì tính. Xét 1 Tiến Minh thắng, nhưng mọi người ở Việt Nam đánh cầu mà không non so với Tiến Minh đâu. Việt Nam thì có đập cầu tốt nhá. Rất đáng tiếc một pha cầu hơi thiếu lực từ Đồng Quang Huy. 12-9. Huấn luyện viên của Lâm Đồng đang ngay đằng sau sân liên tục chỉ đạo Quang Huy. Huy đập khá có lực, người rất bé nhưng đập cầu rất căng. Huy đánh xét này tự tin đấy. Tiến Minh ngửa luôn, rất hay. Điểm số 10-12. Em chào anh Đức Hoàn, vẫy tay cái nhờ. Về tập thêm thể lực sang A5 ăn được đấy. Huy người nó hơi bé nên cũng hơi bất lợi về thể hình anh ạ. Hơi non rồi. Rồi liên tục những pha ép trái từ Quang Huy. Một pha kéo lưới rất sát. Dứt điểm. Rồi liên tục phong lao ép góc. Cầu trong sân. Điểm số rút ngắn 11-12 cho Quang Huy. Quang Huy có một set đấu 2 thực sự rất ấn tượng tính cho đến thời điểm này. Ok, em chào anh Đức Hoàn. Có về Thái Nguyên quay không? Có Vũ Thiết đấy. Thái Nguyên chắc em không kịp quay anh ơi, ngày mai mới đánh chung kết giải này cơ. Đúng rồi, Tiến Minh đa phần vặn sườn, rất ít khi ve cầu. Xin chào người chia sẻ, cảm ơn anh Thanh Trương nha. Hơi non. Cầu non mà đập thẳng vào người thực sự rất khó đỡ mọi người ạ. Ok, xin chào Phan Anh Vũ. Cảm ơn đã chào Hùng. Phong Anh Minh đi. Ok, phong lao về góc cũng khá là hay. Những quả chéo sân của Tiến Minh thực sự khá bất ngờ. Nếu vận động viên không đủ chắc chân thì không theo được. Huy lại hỏng rồi. Tiến Minh đánh nhiều đẩy tốc độ và đánh nhiều dồn vào người. Khó chịu. Cầu ngoài sân 15-11. Huấn luyện viên liên tục chỉ đạo Đồng Quang Huy từ cuối sân. Cảm ơn bạn đã lưu. Ok, anh Trung Phạm. Anh Trung Phạm giúp em chia sẻ livestream. Anh em chào Hùng, cảm ơn Hùng giúp em chia sẻ livestream với ạ. Một trận đấu hay như này Hùng mong muốn có con số 2k người xem chứ không phải là 1,3k như này. Cổ vũ cho Đồng Quang Huy nào. Cầu vẫn trong sân. 16-11, khoảng cách 5 điểm rồi. Rồi trận đấu bên cạnh xét đấu thứ hai giữa Tiến Tuấn và Đức Phát đang là 4-3, 3 đều. 4-3 cho Tiến Tuấn. Ok, xin chào Nguyễn Lên. Ông già gần 40 bá chủ cầu lông Việt Nam. Chuẩn luôn anh Nguyễn Huy Toàn ơi, nếu không bá chủ thì lại vui quá. Huy lại lỗi rồi. Mười 17-11 cho Tiến Minh. Quá non. Huấn luyện viên liên tục chỉ đạo như này cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý vận động viên không ít. Đằng nào thì cũng thua, cứ để nó đánh tự nhiên khéo hay hơn. Theo Hùng thì là thế. Mười 19-11. Chào chủ thớt, chào thằng em Nguyễn Quang Linh. Không biết phải thằng em Nguyễn Quang Linh không hay là ai khác. Lại đẩn cầu 2 nhịp hơi non từ Quang Huy rồi. Huy cố gắng làm điểm ăn.
bấm cầu hai nhịp rất hay, rất đáng tiếc cầu ngoài sân. Thực sự là quả cầu Linh Ninh tài trợ giải năm nay hơi bay. Hello, cảm ơn người chia sẻ anh Nhã Trang Đặng. Cảm ơn anh đã giúp em chia sẻ nha. Ok, Tiến Minh đánh lúc nào cũng hết mình. Huy cố lên, ok, Nguyễn Tuấn phan cứng luôn. Vũ Thị Trang có đánh nha mọi người. Đúng rồi anh ạ, tâm lý. Sau này Việt Nam lại có nhiều nhân tài đưa cầu lông Việt Nam đến thế giới rồi. Cũng chưa nói anh ơi, khó lắm. Các vận động viên mình phải cố gắng rất nhiều, đặc biệt là về thái độ thi đấu phải thật tốt. Ở sân bên cạnh, Tiến Tuấn đang dẫn Đức Phát 7-3. Hy vọng Tiến Tuấn có thể giành chiến thắng trong set đấu thứ hai. Hết rồi à?